Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
số bi của anh mình sẽ minh họa bằng đoạn thẳng này. Anh cho em 1/2 số bi của mình. Rồi sau đó em lấy 1/2 số bi của mình cho Hiếu. Và em lại tiếp tục cho Hiếu thêm một viên bi nữa. Thì lúc này em còn lại 3 viên bi. Từ số đồ này, bạn hãy giải tiếp đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.